ạ. Là cô có giàu cao không? Dạ. Cô soạn lưới cô. À, cô soạn lưới này là đánh cá cơm không? Mùa cá cơm của mình là từ tháng mấy? Mùa cá cơm của mình là bắt đầu từ khoảng tháng 3 là nhiều nhất. Là chủ yếu là tháng cơm và đánh là tháng 3. Thì hôm nay thì con tới thăm là nghề nước mắm Cự Kha của mình. Dạ. Thì cũng muốn tới thăm cơ sở sản xuất của cô. Thì cô có thể dẫn con đi tham quan sơ. Dạ. Là nước mắm đây hả cô? Nước mắm của mình đây là đây mà mặn, không phải như ngọt như cái mắm của họ. Mà hương vị hẳn đậm đà ngon. À, cái này của mình cũng muối ở ngoài đây. À mình phơi ở ngoài đây. Phơi ở ngoài đây cô. Như bình thường thì cái mùa mở mới đây, cái mình mới muối đây. Cái mình xóa ngoài mình mở nắp rồi. Mình quậy rồi cái chiều mình đậy lại. Còn đúng độ chín hay rồi thôi. Con muối mà nó chín sang rồi có đem cho cô để ở nhỏ đây đây. Thường thì cô muối cá với mắm thì tỷ lệ nó như thế nào cô? Dạ, cứ bo có một muối nữa đó. Dạ, trước khi mình muối là phải lạc đều. Đều lên để đây. Cho sót với nước cho đều nha, để ra cái mình đổ lên, múc ra cái đổ lên gọn. Thơm quá cô hả? Dạ, em được biết là gia đình chị là có truyền thống làm mắm lâu năm. Cho em biết là cái lịch sử mà mình hình thành như là nghề nó như thế nào chị? Cái làng nghề mình làm hình thành là hơn 100 năm rồi em. Cái hương vị nước mắm Cự Kha của mình á, so với những loại nước mắm khác thì nó có khác nhau như thế nào chị? Khác nhau em. Cái con có của nó là 100% là có cơm không? Cái mùi vị đặc trưng riêng là thơm. Thơm mùi nhẹ nhòn, thơm mùi nhẹ nhòn của có. Đây là đủ tuổi chín tháng rồi đây. Chín tháng đây là mình lọc ra được rồi đây. Đó, đặc trưng mắm hết là như vậy đây. Em sẽ cũng nhận được em thử nha, vị, em thử một chút thôi nha. Cái vị đậm đà riêng của mắm Cự Kha. Rất là mặn. Nhưng mà thơm. Lợi thế ở đây nó là biển ở đây nó là thiền ở đây là chiều ở đây sóng hả cô? Dạ. Là con có nó tươi nó không có qua đó. Chị cho em hỏi là tại sao mình có cái thương hiệu nước mắm là Cự Kha chị? Cái thương hiệu Cự Kha này là nhiều người cũng hỏi là như vậy, xong không lái cái thương hiệu khác. Mà lá thương hiệu là Cự Kha. Đó em thấy không, cái logo đặc biệt của nó là con cái dòng hay con có ở trên là cái Cự Kha ở dưới. Truyền thống của ông bà mình để lại là như vậy. Vì muôn đời là cũng cái thương hiệu Cự Kha thôi. Thương hiệu nó được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp rồi. Em cảm ơn chị đã dẫn em tham quan cơ sở làm mắm của chị. Thì nước mắm của chị rất là ngon. Em cảm nhận được là hương vị mùi cá cơm của biển mình. Cảm ơn em đã nhiệt tình đến ghé thăm cơ sở của chị hàng ngày. Làm sao gặp lại và chị sẽ dắt mình đi tham quan cái làng nghề của chị. Nước mắm Cự Kha, đặc sản tỉnh Quảng Nam, tại huyện Thăng Bình với 65 hộ tham gia sản xuất, sản lượng 500.000 lít mỗi năm, thị trường tiêu thụ Quảng Nam, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.